Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì trong cái video trước, bên em giới thiệu rất là kỹ trên kênh một cái dòng sản phẩm mới, đó là chiếc vang TD Acoustic T9. Đây cũng là một cái dòng sản phẩm mới vừa mới về các bác nhé. Vừa mới về thì cũng đã rất nhiều quý vị và các bạn quan tâm. Thì trong cái video này, bên em sẽ test chất âm. Mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái chất âm của cái chiếc vang T9. Thì thưa các bác, với cái dòng vang T9, một dòng vang số chỉnh cơ, chỉnh hoàn toàn bằng cơ các bác nhé. Vâng, thì các bác có thấy với các cái hiển thị số đây, delay, dBit và dBit, các bác dễ dàng can chỉnh echo tổng này. Với cái dòng vang này thì được nâng cấp rất là nhiều so với cái phiên bản T8 Pro Ultra Blue. Về cái Equine Mic thì các bác có thể chỉnh được 7 cần Equine. Vâng, chỉnh rất là sâu các bác nhé. Chỉnh từ cái giải 57Hz lên tới 16kHz. Cho các bác can thiệp rất là sâu trong cái phần Equine của mic. Và các cái phần effect thì các bác có thể chỉnh được bass, mid, check này, ba lăng này, loa trái, loa phải và cái thời gian của reverb đây các bác nhá. Đấy, các bác chỉnh rất là dễ chỉnh luôn. Và đặc biệt thì với cái phím hãm của mic và music để hãm cái âm lượng đấy các bác. Khi mà các bác sợ trẻ nó vặt quá công suất gây ra hại đến thiết bị loa thì đây là một cái tính năng rất là đáng sử dụng. Và đặc biệt hơn nữa thì với cái dòng vang T9, nhà sản xuất được tích hợp bộ giải mã tín hiệu âm thanh rất là cao cấp các bạn. Vâng, cho cái chất âm rất là chi tiết, các bác phải nghe nhạc karaoke với cái chất âm chất lượng khá là cao. Thì bây giờ em sẽ test chất âm một cái bài nhạc karaoke Giữa Mạc Tư Khoa các bác nhé, do ca sĩ Thu Thì thể hiện. Thì mời các bác cùng trải nghiệm. Bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em. Vâng, và em đã ghép cùng với chiếc đẩy Motivity này với một con mic CR6 của ST Audio và một cặp loa Motivity MTV12 các bác. Thank you.
đến của bà lúc tìm về đến. Vâng, với chiếc vàng T9 thì như các bác thấy là được sử dụng bit số 48 bit DSP và với xử lý nhạc và xử lý mic rất là hay. Và đặc biệt thì với cái phiên bản nâng cấp 2021 này thì đã nâng cấp thêm một cái bộ giải mã tín hiệu âm thanh. Dạ vâng, quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em với số điện thoại 0912669059 để sở hữu ngay cho mình một chiếc vang số chỉnh cơ của TDL Optic, model là T9 các bác nhé. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip tiếp theo. Và quý vị nào chưa đăng ký kênh, vui lòng ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ bên em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.